Chào tất cả anh em, hôm nay mình tiếp tục lên cho anh em một mặt hàng đặc biệt. Lần này mình có về được một cái lô sản nội địa của Nhật, hàng xịn sò của Nhật nha anh em. Đây là những cái mẫu sản nó lưu kho mà nó còn chưa sử dụng. Nó đến từ hãng Tradomax nội địa của Nhật. Đó, anh em xem đây là cái hãng Tradomax hiệu con voi nó nằm ở sản này. Đó, hàng chuẩn Made in Japan sản xuất nha anh em. Đó, hàng tên tuổi đồng quan. Thì đây là dụng cụ Farming and Garden Tool, có nghĩa là dụng cụ làm vườn nông trại. Phải nói là cái lô này mình về rồi là nó rất là đẹp, những cây nào cây nấy nó cũng còn zin chưa hề sử dụng luôn anh em. Cái hàng này nó lưu kho, nó thanh lý với bệnh đó, được mấy anh em chủ bãi lấy về, tình trạng là đẹp len ken sà beng. Đây là một cái mẫu cán sắt, mẫu xẻng cán sắt nên là rất là chắc chắn. Tổng thể thì cái xẻng này nó nặng 1,5 kg. Đó, nó nặng 1,5 kg nha anh em, khá nặng đó. Đó. Và cái chiều dài của nó là 1,1 m. Đó, mình đo cho anh em thấy nè. Nó 1,1 m, 1,1 m. Và cái bảng rộng của nó là 24 phân. Độ cao cái lưỡi của nó là 30. 30 phân. Đó. Thì cây xẻng Tradomax nội địa Nhật đây phải nói là chất lượng của nó là phải đỉnh này, không có gì để chê nữa. Hàng tên tuổi thương hiệu đó, thương hiệu nổi tiếng hồi giờ. Nó chuyên sản xuất những mặt hàng nông cụ rồi rất là nổi tiếng trên thế giới. Thì cái cây xẻng nội địa Nhật đến từ hãng Tradomax này thì mình bán với giá là 350 ngàn, chưa phí vận chuyển một cây. Xin nhắc lại là cây xẻng nội địa của Nhật này đến từ hãng Tradomax này mình bán với giá là 350 ngàn, chưa phí vận chuyển một cây. Hàng còn mới len ken lưu kho thanh lý bên Nhật về, đảm bảo là đẹp cho anh em và mua về sử dụng rồi nói là cực ngon. Hàng của Nhật sản xuất thì những cái xẻng của Nhật anh em biết rồi, nó dày dặn mà nó chắc chắn lắm. Mình test cho anh em thấy này, mình trọng lượng 84 kg, mình dậm lên là không có xi nhê gì hết nha anh em. Đó, anh em xem kỹ này, không hề vấn đề gì, nói là cực tốt. Rồi anh em nào quan tâm những cái xẻng nội địa Nhật này thì liên hệ mình, hàng chỉ có số lượng vài cây thôi. Xin kết thúc video ở đây, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.